Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ gây xúc động khi chia sẻ về vở kịch ghi đậm dấu ấn anh Vũ tại sân khấu. Tang lễ của anh Vũ đã hoàn tất từ một tuần trước. Tuy nhiên đến hiện tại, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn chưa hết đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của cố nghệ sĩ. Mới đây, nỗi mất mát này một lần nữa khiến nhiều người phải lặng lại khi nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dành những lời chia sẻ đầy xúc động về anh Vũ trên trang cá nhân. Theo đó, ngoài việc bày tỏ nỗi nhớ thương đàn em, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ trích đoạn của vở kịch Cưới Giùm, tác phẩm ghi dấu ấn của anh Vũ tại sân khấu kịch Hồng Vân nhiều năm qua. Hồng Vân viết, nhớ nó quá, anh Vũ của chị. Đáng lý theo lịch là 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chị em mình diễn ở Cần Thơ vở Cưới Giùm này. Vậy mà chú làm chị phải thiết kế lại poster, rồi sợ mọi người quên mình hay sao á, mà cứ báo mộng cho bao nhiêu người. Cát Phượng, Hòa Hiệp, Kim Huyền, Thảo Phục Trang, rồi Thảo học viên K2 nữa. Em yên tâm, mọi người sẽ khó quên em lắm, vì em đã để lại cho đời nhiều thứ. Cái Cưới Giùm này là đỉnh cao của nó. Hứa sẽ luôn post đầy đủ cho mọi người coi nha. Được biết Cưới Giùm là tên vở kịch hài của sân khấu kịch Hồng Vân do tác giả Nguyên Thảo và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Bảo Quốc, Minh Hoàng, Hồng Vân, Anh Vũ, Thúy Nga. Nhiều năm qua, đây là một trong những vở kịch nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả và ghi đậm dấu ấn cho các diễn viên tham gia. Tại thời điểm hay tin anh Vũ qua đời, Hồng Vân không khỏi đau xót, nhưng cô nén đau thương để kêu gọi hỗ trợ gần 700 triệu đồng đưa thi hài người em của mình về với đất mẹ. Những ngày trong tang lễ, Hồng Vân đón anh Vũ từ sân bay, lo hậu sự tươm tất. Sau mẹ ruột, người đau đớn nhất về sự ra đi của anh Vũ chính là Hồng Vân, vì lý do này. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ anh Vũ đã làm đau lòng không ít người. Trước đó anh vẫn đi diễn bình thường, dẫu có biểu hiện mệt mỏi và mất ngủ triền miên. Bởi không có một dấu hiệu nào báo trước về sự ra đi của anh, nên ai cũng bàng hoàng, sửng sốt và xót xa, nhất là khi anh tha phương trên đất khách quê người. Trong khi tất cả mọi người đều hoang mang, có thể đưa anh Vũ về Việt Nam không, làm thế nào để đưa anh Vũ về, thủ tục như thế nào, ai làm, tiền nong thì sao? Có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm vấn đề như thế được đặt ra trong các cuộc điện thoại, bàn bạc của gia đình với anh em nghệ sĩ trong nước và cả bạn bè của anh Vũ ở nước ngoài. Trong lúc gia đình bối rối nhất, thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được sự cậy nhờ từ gia đình đã chủ động đứng ra lo liệu mọi việc. Thay vì ngồi khóc lóc như nhiều người, chị đã hành động. Một mặt, Hồng Vân đăng ngay status vào buổi sáng cùng ngày khi nghe tin anh Vũ mất, kêu gọi đồng nghiệp, khán giả, những ai yêu mến anh Vũ quyên góp tiền để đưa anh Vũ về Việt Nam. Mặt khác, Hồng Vân thường xuyên liên lạc với ca sĩ Liên Vũ, người bạn thân thiết nhất với anh Vũ ở Mỹ, nhờ Liên, Hoài Tâm và Andy Thái Nguyễn lãnh giấy ủy quyền từ gia đình, làm mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết với cảnh sát để bằng mọi cách phải đưa được anh Vũ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Khi thi hài anh Vũ được đưa về Việt Nam, cũng chính Hồng Vân là người được gia đình tin tưởng đứng ra lo liệu tang lễ. Những hình ảnh của Hồng Vân trong suốt mấy ngày diễn ra đám tang của anh Vũ khiến nhiều người xúc động. Mắt đỏ hoe, sưng bụp vì khóc nhiều, nhưng chị vẫn giữ một thái độ bình tĩnh để công việc cuối cùng cho người em thân thiết trọn vẹn, chu toàn. Để ở nơi chính suối, hương hồn của anh Vũ được mỉm cười thanh thản và ấm lòng. Tất cả những việc làm của Hồng Vân đều được mọi người ghi nhận và cảm kích. Ca sĩ Hồ Lệ Thu bày tỏ, nghệ sĩ là những người sống thiên về cảm xúc và trái tim nhiều nhất. Họ cũng là những người có điều kiện để làm những việc như kêu gọi, quyên góp để giúp nhau. Tuy nhiên, hội tụ điều kiện là một chuyện, còn trái tim mới quan trọng. Không riêng chị anh Vũ, mà khi có bất kỳ nghệ sĩ nào gặp chuyện trong giới showbiz đều có người đứng ra kêu gọi, quyên góp giúp đỡ cho nghệ sĩ đó. Nhưng những việc làm của chị Hồng Vân đối với anh Vũ, nó không chỉ là tình nghệ sĩ nữa, mà đó là tình chị em thực sự. Diễn viên Đào Vân Anh bộc bạch, khi tôi đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận là đã thấy anh Vũ và chị Hồng Vân thân thiết như chị em trong nhà. Anh Vũ sai là chị Vân chửi ngay, dĩ nhiên là chửi để bảo, để dạy cho em tốt hơn. Còn anh Vũ có chuyện gì, người đầu tiên anh ấy gọi là chị Hồng Vân. Bởi thế, xét về tình cảm, chị Hồng Vân giống như người chị ruột của anh Vũ. Gia đình anh Vũ neo người, bố mẹ già cả, hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn, nên khi anh Vũ mất, tôi chắc chắn 100% chị Hồng Vân sẽ là người đứng ra lo liệu mọi chuyện. Không chỉ Hồng Vân mà cả sân khấu kịch Phú Nhuận, các anh chị em diễn viên không ai bảo ai, tất cả đều nhào vào lo chung. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, mỗi người một tay một chân để lo cho đám tang của anh Vũ chu đáo. Ngay sau khi anh Vũ mất, chị Hồng Vân cho sân khấu ngừng diễn một tuần.
Dù biết chắc chắn là chị Hồng Vân sẽ làm thế nhưng tôi vẫn bị cảm kích. Chị Hồng Vân bận việc khủng khiếp nhưng vẫn lo hết đủ mọi thứ, từ liên lạc, làm việc với bạn bè anh Vũ ở nước ngoài hàng ngày, đến gặp gia đình, bằng bạc cụ thể tang lễ. Tuy anh Vũ mất đi là sự mất mát lớn đối với đồng nghiệp và khán giả, bởi anh ra đi lúc còn nhiều dằn dở, còn nhiều mong muốn chưa thực hiện được. Nhưng bên cạnh đó có quá nhiều khán giả, đồng nghiệp yêu thương anh, đặc biệt trong đó là tấm lòng của chị Hồng Vân. Chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Đạo diễn Quốc Thuận cũng chia sẻ, tôi chắc chắn rằng sau mẹ của anh Vũ thì người đau đớn nhất về cái chết của anh Vũ là chị Hồng Vân, chứ không phải ai khác. Có lẽ những việc chị Hồng Vân làm xuất phát từ tình thương, từ sự quá thân thiết và coi anh Vũ như một người em ruột. Anh Vũ mất đi vẫn tha phương trên đất khách, chắc chắn anh ấy cũng mong được về quê nhà. Và chị Hồng Vân thay vì khóc than thì đứng ra lo lắng mọi việc để cho anh Vũ toại nguyện. Bình thường tôi đã nể chị Hồng Vân, nhưng qua hành động này tôi còn nể chị ấy hơn. Đó là cách hành xử của một người chị lớn mà không dễ ai làm được. Quốc Thuận quyết định sửa lại kịch bản để nghệ sĩ anh Vũ hoàn tất bộ phim cuối đời. Phim truyền hình Nếu Biết Đại Chiến do Quốc Thuận làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Hồng Đào, Thúy Nga, Anh Vũ, Minh Nhí, Gino Tống, Đỗ Diễm đang được phát sóng trên HTV7. Khi hình ảnh của anh vẫn đều đặn đến với khán giả màn hình nhỏ, nhiều người không khỏi giật mình khi nam danh hài đã đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ. Trong phim, nam nghệ sĩ vào vai Tommy, một anh chàng tính cách đồng bóng, có nhiều mưu tính nhưng không kém hài hước, là người thân cận của Hồng Đào và Pearl. Hiện tại, phía đoàn phim cho biết các cảnh quay của anh Vũ hầu như đã hoàn tất. Đạo diễn Quốc Thuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, danh hài Thúy Nga vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột này của anh Vũ. Đạo diễn Quốc Thuận tâm sự, đúng ra vai diễn của anh Vũ vẫn chưa kết thúc, vai của ảnh ban đầu khá nhiều, cùng với Thúy Nga là những người xuất hiện xuyên suốt. Bên đài vẫn đang chiếu những tập trước đó đã quay rồi và phát chưa hết phần của anh Vũ. Sau khi xảy ra tin buồn, tôi đã bàn với biên kịch để giải quyết cho nhân vật Tommy về Mỹ luôn. Phim quay hai bối cảnh Việt Nam và Mỹ. Đạo diễn Quốc Thuận kể thêm trong phim có sự trùng hợp như điềm báo về chuyện không may. Cụ thể nhân vật Tommy có phần đoạn phải viết di thư trên trang cá nhân khi có ý định tự tử vì nợ nần do cờ bạc. Khi cả đoàn đọc lại đoạn di thư của anh Vũ, mọi người đều rất xúc động. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết ngày 10 tháng 4, thi hài của đồng nghiệp thân thiết sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó đoàn phim sẽ có mặt để tiễn đưa nam diễn viên về cõi vĩnh hằng. Hé lộ những dòng trạng thái cuối cùng của nghệ sĩ hài anh Vũ trước khi đột ngột qua đời. Vào tối ngày 1 tháng 4, theo giờ địa phương, diễn viên hài anh Vũ qua đời đột ngột sau một đêm diễn. Vợ chồng diễn viên Kha Ly, Thanh Duy là những người cùng đoàn tham gia biểu diễn vẫn chưa hết bàng hoàng. Các nghệ sĩ đều đang đợi kết luận nguyên nhân sự ra đi của đàn anh từ phía cảnh sát Mỹ. Trước khi qua đời vài tiếng, anh Vũ vẫn vui vẻ và chia sẻ hình ảnh về đêm diễn ở Mỹ, bên cạnh các nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, Kha Ly, Minh Luân. Anh chia sẻ tôi diễn lần này là đợt xuất ngoại đầu tiên trong năm 2019. Show đầu tiên xuất ngoại trong năm 2019, anh Vũ thương chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành đạt. Anh viết, vào hôm 24 tháng 3, anh Vũ tham gia hoạt động thắp đèn cúng Phật tổ chức ở chùa Phổ Quang. Anh Vũ phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng từ năm 2000. Anh lạc quan khi đã chiến thắng căn bệnh quái ác nhờ lối sống lành mạnh và chăm rèn luyện sức khỏe. Đồng nghiệp cho biết sau đêm diễn vào cuối ngày 1 tháng 4, anh Vũ về nhà một người quen tại quận Cam, sau qua đời khi đang ngủ. Cảnh sát Mỹ hiện phong tỏa hiện trường. Nghệ sĩ Hồng Vân cho hay đang liên lạc với gia đình và tìm mọi cách sớm nhất để đưa anh Vũ về quê hương. Các anh chị em nghệ sĩ cũng ngừng biểu diễn một tuần để lo liệu tang lễ cho anh Vũ. Hình ảnh trong chuyến đi đến Bình Phước từ thiện của anh Vũ cùng nhóm bạn vào hôm 16 tháng 3. Trong cuộc sống này mấy ai không có lỗi, biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã rồi biết đứng dậy mới thành công. Anh chia sẻ trên trang cá nhân vào hôm ngày 3 tháng 3. Trong những ngày đầu tháng 3, anh cùng Ngọc Trinh, Khương Ngọc biểu diễn tại ngôi chùa ở Vĩnh Long. Nhờ đi diễn cho chùa mà nhóm hài 4.0 được thành lập với các thành viên anh Vũ, Ngọc Trinh, Khương Ngọc, một đêm diễn nhiều khán giả. Ngọc Trinh viết, hình ảnh anh Vũ vui tươi, khỏe mạnh trong ngày đầu năm mới. Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình đông anh chị em. Nghệ sĩ hài từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu. Anh là một trong những diễn viên hài được khán giả cả nước yêu mến. Vào hôm 31 tháng 1, anh Vũ chia sẻ ảnh bên nghệ sĩ Hồng Vân.
lúc này anh lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình chị em. Gần hết năm cũ âm lịch mà vẫn bị thị phi. Đây là lần đầu tiên trên mạng xã hội mà anh Vũ đăng tự sự của mình. Miệng đời ghê quá, đã là bạn đừng bắn đạn sau lưng. Tình nghĩa của chị em tôi, Hồng Vân và anh Vũ như máu thịt. Anh chia sẻ.